Ngày 20 tháng 5 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, triển lãm Dệt may Italia, phong cách và đột phá đã được khai mạc. Triển lãm được thể hiện như một hành trình nghệ thuật bằng hình ảnh và xúc giác, mô tả lịch sử và sự phát triển của ngành sản xuất dệt may Italia thông qua một loạt các tấm vải và 6 mô đun được xếp đặt tương tác khác nhau, được thực hiện bởi mạng lưới hơn 20 công ty trong lĩnh vực này. Các mô đun của triển lãm ghi lại sự phong phú và đa dạng của nền sản xuất Italia, từ vải dành cho thời trang cao cấp và đồ nội thất cho đến ứng dụng hiện đại nhất như vải làm từ sợi tự nhiên, vật liệu phế thải. Triển lãm mở cửa đón công chúng từ 9 giờ đến 18 giờ 30 phút hàng ngày từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2024. Chiều ngày 20 tháng 5 tại Hà Nội, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Năm 2025 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nepal. Dự kiến nhiều hoạt động song phương sẽ được tổ chức. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng bày tỏ mong muốn phía Nepal tích cực tổ chức các hoạt động vận động thành lập Hội hữu nghị Nepal Việt Nam trong năm 2024-2025. Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi thông tin, thảo luận các phương án hoạt động hợp tác cụ thể để tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam-Nepal.